Còn đây là sân bay Phù Cát các bạn, cổng sân bay Phù Cát Airport. Từ cổng sân bay này sẽ review đoạn đường về với thành phố Quy Nhơn cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ đi thôi. Vào với cổng này khoảng 2 cây số nữa là tới sảnh đón tiễn các bạn của sân bay. Đường bên tay phải là đi lên Tây Sơn. Đường sắt bắc ngang qua bạn, sắt bắc nam đây. Đường này thì cũng sửa sang lại mấy năm trước các bạn. Đoạn này thuộc thị xã An Nhơn. Sân bay Phù Cát nằm rất giáp ranh của thị xã An Nhơn các bạn. Khách mà đón từ sân bay ra thì ghế chỗ đây các bạn, anh bên hội Châu Long, bên hội Châu Long sân bay khá là nổi tiếng các bạn. Rồi phi một mạch, một là về hướng thành phố Quy Nhơn, hai là đi về hướng Cát Tiến, Trung Lương hoặc là FLC. Đường này có 4 làn này, ngon lành các bạn. Vâng, đây là thuộc địa chỉ Cát Tân. Thuộc xã Cát Tân của huyện Phù Cát các bạn. Chà, nắng quá các bạn ơi. Giờ này chắc 34-35 độ rồi. 10 giờ hơn rồi. Thì là trường cao đẳng cơ điện xây dựng và nông lâm Trung Bộ. Vâng, đây là đường giao nhau với quốc lộ 1A các bạn. Tại chỗ đây gọi là ngã tư Gò Ganh. Nếu mà đi thẳng là sẽ về Cát Tiến với FLC các bạn Nhân Lý đó. Còn đi tay trái là đi ra Ngô Mây, đi ra Bắc. Còn đi tay phải mình về An Nhơn, Quy Nhơn. Chính xác là 19B. Giảm 20%. Vâng, đường này là quốc lộ 1A các bạn, A1, tức là đường xuyên Á, xuyên mấy nước châu Á các bạn.
đường đi thẳng vào trung tâm thị xã An Nhơn, quốc lộ một cũ hồi xưa đó bạn, và một tay trái là đi đường tránh thị xã đó, các phương tiện lớn đều đi tránh thị xã các bạn. Đây rẽ trái là đường tránh các bạn, còn đi thẳng sẽ là vào thị xã Lầu Đập Đá và Bình Định. Cầu Vạn Thuận. Bên đây là vào chùa Thập Tháp này bạn. Chùa Thập Tháp, ngôi chùa đường Đô Đốc Long rất là nổi tiếng. Kia là Tháp Thánh Tuyên này bạn. Lên xíu nữa là thành Đô Bàn. An Nhơn là đất vua của ngày xưa đó bạn, đất của nhà Tây Sơn, đất của vua Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc là anh cả, Quang Trung là anh thứ hai, Nguyễn Lữ là người thứ ba các bạn. Đây là Đập Đá rồi này các bạn. Ngày xưa là thị trấn Đập Đá đó, bây giờ lên thành phố là đổi lại là thành phường Đập Đá. Phường Đập Đá với phường Bình Định là hai phường lớn nhất của thị xã An Nhơn hiện nay. Cà phê Thảo Mộc. Vâng, bên tay phải này là hướng lên Nhân Hậu vào Tháp Chăm Cánh Tuyên đó bạn. Tuyên và thành Đô Bàn. Đường chỗ đây họ đang làm cái cống phúc nước. Đó, chạy cái hướng đường này lên là có thể né được cái đèn đỏ phía trước kia các bạn. Đi lên hướng Nhân Hậu. Nhân Hậu là nghề các bạn, là nghề làm nón, làm gỗ. Đó, bên phía đây là các khu đô thị mới để mở rộng thị xã An Nhơn này bạn. Trong năm 2025 thì dự kiến thị xã An Nhơn sẽ lên thành phố An Nhơn. Bắt đầu vào trung tâm của phường Đập Đá này bạn. Đông Bằng Thành, quán cà phê Đông Bằng Thành, tức là thành Đô Bàn các bạn. Ở phía dưới gần biển gọi là phía đông, gọi là Đông Phủng Bằng Thành. Vâng, quốc lộ 1A. Đây là quốc lộ 1A cũ các bạn. Đường tránh thì nằm ở bên phía bên tay trái. Kiếm chỗ nào bán nước mua nước uống các bạn, khát quá. Đi sáng giờ. Đây có nước rồi đây. Làm chai nước uống các bạn, khát quá, tì nắng nóng.
xã Lâm Bộ. Cẩm Tiên các bạn, chỗ này có một ngôi chùa rất nổi tiếng của Bình Định, đó là chùa Tiên Hương. Đây phía sau lưng là chùa Tiên Hương các bạn, tí nữa mình rẽ vào cổng xíu cho bạn xem chùa Tiên Hương. Đó, phía trước quốc lộ này thì có một cái quán cà phê nè bạn, nhìn rất là nhà gỗ luôn, đó là Phủ Việt xưa đó các bạn. Còn rẽ bên tay phải này là chùa Thiên Hưng. Đây các bạn, vào chùa Thiên Hưng ngay nằm sát với quốc lộ luôn. Ghé cho mọi người xem một xíu bên phía ngoài đó. Chùa Thiên Hưng thì cách Quy Nhơn khoảng chừng 20 cây số thôi các bạn, 22 cây thôi, khá là gần. Đường vào cổng này, cổng trong xíu cho bạn xem. Kia là tháp Xá Lợi các bạn. Đó. Đường vào chùa trong trúc. Ít người mà vào đây xem cái đó, khuôn viên chùa các bạn. Đó. Vào đây có thể tránh được nắng này. Đây là cổng chùa Tiên Hưng các bạn. Okay, tiếp tục chạy về Quy Nhơn các bạn.
Vâng, đây là cái đường nối từ đường tránh qua đường quốc lộ 1 bên này các bạn. Đó, làm gần xong rồi. Điểm xã hội An Nhơn. Vâng bạn, đây là phường Bình Định, phường trung tâm của thị xã An Nhơn, nơi có nhiều cơ quan nhà nước. Cà phê Golden các bạn, nhìn rất là đẹp. Xe cà phê Golden. Chỗ đây được mở rộng ra gấp đôi đường này. Có công viên nhỏ nhỏ nữa. Chỗ đây là đường Trường Chinh các bạn. Trường Chinh. Phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn. Phường Nhân Hưng các bạn. Dưới kia là mới là phường Bình Định. Trụ đèn đỏ này thì vẫn đi tay phải là vô trung tâm của thị xã các bạn. Còn đi bên tay trái thì là đi ra ngoài đường tránh luôn. Mình sẽ đi bên tay trái cho các bạn xem. Bên tay trái này đi ngang qua bến xe An Nhơn đó. Còn đây là vào chợ An Nhơn mới nha bạn, chỗ lưng mình đó. Còn đây là bến xe An Nhơn này bạn, rồi Cốt Mắc An Nhơn, đây bến xe đây. Đó, bên bên trái đây là khu đô thị, đây bến xe đây bạn. Cốt Mắc An Nhơn Nga Lâu, Hòn Vũ Plaza,
giữa các tuyến đường quốc lộ 1A các bạn. Và bên kia đó là Gâu, An Nhơn các bạn. Khu vực này là các khu vực nhà phố này. Đó, Gâu An Nhơn các bạn nha. Gâu An Nhơn thì dự kiến thời gian tới sẽ khai trương. Hiện tại thì đang trong quá trình hoàn thiện. Đây các bạn, đây là khu nhà phố đoạn này. Đường phía trước đây là đường Lê Hồng Phong vào trung tâm thị xã, đi còn bên tay trái là đường An Nhơn Đầm Thị Nại các bạn. Gâu An Nhơn. Ở phía trên đường quốc lộ 1A này là An Nhơn, mà phía dưới quốc lộ 1A là thuộc Tiên Phước các bạn nhé. Kia là Red Hotel, khách sạn lớn nhất An Nhơn hiện nay á. Trên kia cơ quan nhiều lắm bạn, đường Lê Dung á, cơ quan nhiều lắm. Đây là cầu Bình Định này bạn, cầu mới quốc lộ 1A. Còn bên tay trái là tháp Bích. Còn rẽ bên tay phải này thì sẽ vào thị xã, chạy từ phía nam ra. Còn đi thẳng là mình đi thẳng về Quy Nhơn và đi thẳng luôn vào là thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nút giao này hay xảy ra tai nạn đó bạn, cho nên mọi người qua đó cái nút giao này thì cẩn thận và chú ý. Đây là cầu Tấn An. Đang sửa lại cầu các bạn. Đang sửa lại cái lan can. Cái trước kia là cái BV Nam Bình Định các bạn nhé. Đây là cầu Bình Mai. Trạm thu phí BOT Nam Bình Định. Nút giao cầu Gành hay gọi là nút giao cầu Bờ Duy cũng được các bạn. Phía trên là cầu Vua, cầu Bờ Duy đó. Bên kia là đường sắt, chạy thẳng sẽ vào Phú Tài các bạn và có đèo Cù Mông. Còn mình về bên thành phố thì mình rẽ hướng này các bạn, rẽ hướng tay trái đây. Chỗ này nó hơi lộn xộn này, cho nên là mọi người đi qua chỗ này cũng cẩn thận nhé. Gần cây xanh cầu Bờ Duy này có chỗ sạc xe VinFast này bạn nhé. Đây, ngay đây, xe VinFast đây.
sắp tới có điều kiện mình cũng đổi qua xe điện mình chạy các bạn. Đổi từ xe máy qua xe ô tô luôn. Cơ bản là xe nào chạy cũng được, nhưng mà kinh tế thì chạy xe điện nó có lợi hơn. Xe điện rất là rẻ các bạn. Cái phí nhiên liệu rất là rẻ, phí bảo trì nó gần như là 0 đồng. Di chuyển nó nhẹ nhàng các bạn. Di chuyển thành phố hay là trên đường nó mạnh và nhẹ nhàng. Đó, chỗ đây là đường quốc lộ 19 mới các bạn nha. Nhập vô đây quốc lộ 19 mới nè. Đó, tới chỗ này thì một hướng thì đi về trong thị trấn Tuy Phước các bạn, hướng tay phải quốc lộ 19 cũ á, là quốc lộ 19 cũ luôn, còn mình chạy về quốc lộ 19 mới. Xanh của mình á, xe ô tô á, đi Đà Lạt 3 ngày thì mất khoảng 2,5 triệu tiền xăng các bạn. Còn xe điện thì đi cỡ 500 ngàn tiền điện à. Lợi hơn rất là nhiều. Vâng, dọc đây là khu ruộng giờ họ đổ làm khu đô thị luôn nè các bạn, ngay chỗ Tuy Phước. Chỗ này Phước Lộc nè bạn, chỗ này Phước Lộc nha. Bên kia là cầu Đại An nè bạn, cầu Đại An đẹp. Khu này bắt đầu xây nhà nè các bạn.
nước sạch Quy Nhơn này bạn, nằm ở nhà máy nước sạch Quy Nhơn nhưng mà nằm ở thị trấn Tuy Phước nha bạn. Đó, nằm sát bên thị trấn Tuy Phước, mới khánh thành vào tầm 2 tháng trước. Bên tay trái đây là ra Phúc Nghĩa này bạn. Đó, Phúc Nghĩa đó. Đây có cái hầm chui này, hầm chui từ thị trấn Tuy Phước ra này. Đó, cái đường này dưới này bạn, chưa qua cái cầu này. Vậy là Phúc Nghĩa. Vâng, tới phía trước kia là đèn đỏ của thị trấn Tuy Phước đó bạn. Rẽ thì phải thì mình vào thị trấn Tuy Phước, mà rẽ thì trái thì mình đi ra Phước Phước Thần, Phước Sơn, DT640 đó bạn. Đi thẳng về xuống Đại Phú Gia, An Quốc Thịnh, Quy Nhơn luôn bạn. Rồi thì rẽ vô quốc lộ 19 cũ họ đi nha bạn, rẽ vô trong thị trấn rồi đi. Đó, đây là cầu 15. Đó, quốc lộ 19 mới các bạn, chạy ra hướng cầu Bà Di. Đó bạn, phía trong kia là thị trấn Tuy Phước. Thị trấn Tuy Phước là thị trấn trung tâm của huyện Tuy Phước các bạn, nơi đặt nhiều cơ quan nhà nước của huyện, trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm huyện lỵ các bạn. Đó, để bên tay phải mình sẽ đi tắt về Quy Nhơn. Tay trái các bạn đi tắt về Quy Nhơn các bạn, còn rẽ bên tay phải đi về Phúc Nghĩa. Đi thẳng đường đó là vô trung tâm và đi qua Diêu Trì đúng không các bạn, qua quốc lộ 1A Diêu Trì. Khu này họ xây biệt thự cái ta đùng. Cà phê nâu nè, chỗ đây có mấy biệt thự lớn nè bạn. Thị trấn Tuy Phước người ta bán hoa ở đường này bạn, hết thì mình có quay cho bạn xem đó. Ta bảo hoa ở đường trong trong này người ta bán này. Rồi điểm một điểm sạc xe điện VinFast là nằm ngay chỗ cà phê cây xanh đệ nhất này bạn, cây xanh tư nhân đệ nhất này, ngay cà phê nhà gỗ này bạn. Đó, bên tay tay trái này sạc xe VinFast 2 trụ. Đây là dìa quốc lộ 19 cũ này bạn. Đây qua cầu Lò Vôi. Đây là bên tay trái là chợ Gò nè bạn. Tết ngày mùng 1 Tết thì có nhóm lễ hội chợ Gò buổi sáng thôi. Chỗ này là cổng chào, đây là thuộc địa phận của thành phố Quy Nhơn các bạn.
qua cái chỗ khúc cua đây là ngay cái chùa hang này, chùa Long Sơn Long này, tổ đình Sơn Long này các bạn, là nhà thuộc Nhân Bình, thuộc phường Nhân Bình, Quy Nhơn. Đó. Còn trên chùa hang đó là thuộc thị trấn Tuy Phước, quán nhậu Cầu Trê Sứ Nẩu. Quán này chắc cũng dẹp các bạn, thấy không ai nhậu hết. Quán đẹp nhưng mà không có khách. Chỗ này là súng lứ nha. Chỗ bên phía tay trái đây gọi là súng lứ. Đây là cầu số 8 này bạn. Cầu số 8 Nhân Bình. Cầu số 7 các bạn ơi, bắt đầu con đường vào trung tâm của thành phố Quy Nhơn. Sấu Vũ này, phía sau là Đại học Quang Trung này. Bữa nào mình sẽ review Đại học Quang Trung nha. Đại học Quang Trung hiện nay thì khoác lên mình một cái áo mới này bạn, màu xanh đậm. Còn bên tay trái đây là Eco Home Nhân Bình. Phía sau đây là chợ Vinh này bạn và SOS. Chợ Vinh đường Đào Tấn đã thông xe rồi các bạn. Đó, đây là đường Đào Tấn các bạn. Đường Đào Tấn vào trong đây là chợ Vinh. Bên này là rẽ ra Hùng Vương này các bạn. Này là vào chợ Vinh và cái Eco Home Nhân Bình. Vâng, công trình cầu chợ Vinh trên đường Đào Tấn đã thông xe được 3 ngày rồi. Đó, hiện tại thì tiếp tục họ làm cái kè đấu nối vào cầu. Đó các bạn. Trước
trụ sở Nhân Bình họ đang làm cái gì đây. Vâng, vào tới đây thì bắt đầu vào đường Hùng Vương và Trần Hưng Đạo rồi các bạn, lại bắt đầu vào trung tâm thành phố Quy Nhơn rồi đó. Đến đây mình sẽ kết thúc video tại đây. Đây là cây xanh Trung Hậu, mình ở gần đây các bạn nha. Bữa nào nhà cửa nó xong rồi mình về nhà mình giới thiệu cho các bạn xem. Đó. Cây xanh Trung Hậu có hai mạch các bạn, một mạch Độc Tấn này và một mạch ở đường Hùng Vương. Đấy. Rồi, kết thúc video.